Đầu tiên em xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê cá từ mọi tổ quốc. Hôm nay tục lên em một clip gồm 20 càng câu nha anh em. 20 càng câu này chỉ cho anh em đi lua con tôm, câu hành chắp. Rồi em vô cụ thể từng cái cho em, anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi toán nếu hàng lỗi không trong clip anh lên xin sang lại. Rồi cảm ơn anh em. Cái thứ nhất em lên cho mọi người là một cây cần mấy ngang. Thì cái này chất liệu carbon nha anh em, chất liệu carbon hàng hãng bắt hãng luôn đó. Thì cái này một cây chiên cho anh em lua hàng mấy ngang carbon nè đó. Thì cái này dạng vừa câu ngâm vừa câu mấy ngang anh em, độ cứng nó ra tầm khoảng 20-30 mấy ngang nha mọi người đó. Cái này về bán về cho anh em tập luôn. Thì cái này dài nặng là 170g, độc là 1.4 lít, dài 1m8, giá là 350k cộng ship nha anh em, 350k cộng ship. Thì càng còn rất là đẹp nha mọi người. Càng này thì em lấy từ thị trường Nhật về nhá. Đó. Rồi, cái thứ nhất 350k cộng ship nha. Tiếp theo cái số 2. Cái số 2 em lên cho mọi người một cây Tetram. Đây nè, Tetram. Thì cái này dài 1m68 nha nè, dài 1m68, bass Fuji nha nè. Phèn Fuji, bass Fuji. Càng là đẹp nha. Fuji nha mọi người. Thì cái này cũng là một cây càng máy ngang luôn, chất liệu carbon. Đây nè, bass Fuji Japan nha mọi người. Đó. Cán là cán bằng. Đó. Thì cái này dạng về cho anh em cũng dạng lua, tập lua nha anh em, câu lua đó, đánh mấy ngang. Thì cái này dài là 1m68, nặng 120g, đọt là 2 ly 2. Thì cái này độ cứng M nha anh em, độ cứng M. Anh em mua màu giả thì loại này đánh kiểu ok luôn. Rồi giá công khai cái số 2 là giá 500k cộng ship nha anh em. Số 2 500k cộng ship. Ngoại hình đẹp nha mọi người, bắt Fuji, fan Fuji. Tiếp theo cái số 3. Cái số 3 em lên cho người một cây AP Pencil, APY Pencil. Thì cái này của Korea. Đây này, đó, cái này dài 1m8 mọi người, dài 1m8. Phen là phen Fuji, bát là bát Fuji. Ngoại hình mới nha mọi người, ngoại hình mới tươi sáng luôn. Bút Fuji nha mọi người. Ngoại hình mới tươi sáng luôn. Bát Fuji Japan, máy ngang nha mọi người. Cái số 3 cũng máy ngang luôn, cán móc. Thì cái này tải mồi từ 7 đến 10.5g. Tải mồi từ 7 đến 10.5g, nặng là 100g, đọt là 1 ly 9, dài 1m8, giá công khai là 600k anh em. Thì cái này độ cứng nó ra tương đương tầm khoảng L nha anh em, tầm khoảng L, ML nha mọi người. Đó. Về anh em vẫn lua lóc, lua chẽm bình thường nha, tập lua. Tiếp theo cái số 4. Cái số 4 là cho người một cây cần của Taiwan. Thì cần này còn là chất liệu carbon nha mọi người. Đó. Cục bột sẵn sẵn quần ở trong anh em, bát ở đây đó. Bát cực kỳ đẹp luôn mọi người, bát đây qua, bát hãng. Thì cái này một cây đây qua hàng của Taiwan xích nhật mọi người, đây qua đó. Thì cái này dài 1m8, độ cứng ML, hàng Taiwan xích nhật nên này đó. Chất liệu carbon sẵn mọi người, carbon sẵn đây đó. Cái này về anh em lô lóc chẽm câu nhồng. Tập câu lua đó. Còn mấy ngang mọi người đó. Thì cái này nặng là 120g, dài 1m8, đọt là 1 ly 8. Giá công khai cây số 4 giá là 650k cộng ship nha anh em, 650k cộng ship. Thì cái này tải mồi từ 7 đến 21g nha anh em, tải mồi từ 7 đến 21g, độ cứng ML, độ cứng này chuẩn anh em lua lóc nha, màu giả. Thôi cắt bò cũng còn rất là đẹp nha mọi người đó. Đây sẵn quần ở trong nha anh em, sẵn quần. Rồi, cây số 4 giá là 650k cộng ship nha. Tiếp theo cây số 5. Thì cây số 5 lên cho người là một cây cần phun túi phun hợp kêu qua sử dụng nha anh em, cần Jupiter có tay qua nha mọi người. Đó, một cây Jupiter, một cây cần của Jupiter nha anh em. Cần này có tay qua nha anh em, đó tay qua. Tay qua Jupiter. Thì cái này dài 1m8, độ cứng ML nha anh em, thông số đây. Đó. Thì cái đọt là 1 ly 7 nha anh em, đọt 1 ly 7, nặng là 135g, tải dây từ 6 đến 14 lb. Đó. Đây là thông số tải mồi anh em, tải mồi từ 5 đến 17g nha anh em, tải mồi từ 5 đến 17g. Thì cái này ML về cho anh em lưa lóc chẽm nha anh em, lưa lóc chẽm. Đây, đây qua Jupiter. Hàng đây qua nha anh em. Đó. Carbon sẵn nha nè, sẵn là gần guốc luôn á, rất là đẹp nha nè, sẵn bao đẹp luôn.
sống tới ngọn như này. Đó. Fan là fan Fuji, bát bát Fuji, cần cho bạn sử dụng cho mọi người, cần cho bạn sử dụng. Còn rất là đẹp nha anh em, cắn mút. Rồi. Nha anh em, tám mồi đây từ 5 đến 18 gram. Đó. Hàng Korea xuất nhập nha anh em. Rồi, cây số 5 giá công khai là 1,2 triệu nha anh em, 1,2 triệu, cây số 5, hàng còn rất là đẹp luôn. Tiếp theo cây số 6. Cây số 6 vẫn là một cây cần full hợp nha anh em, cần của AP White Pencil. Thì cây này vẫn một cây hàng Korea xuất nhập nha anh em. Đó. Thì cây này mới phương kiện cho qua sử dụng nha mọi người. Thì cây này dài 1m68, tải mồi từ 7 đến 21 gram. Tải dây từ 6 đến 14 lb, 199% carbon nha anh em, hàng Korea. Thì cái này dài là cái này đọt của nó là 1.8 nha anh em, đọt 1.8. Hàng rất là mới luôn, cho qua sử dụng nha anh em. Đó, về được 3 cây. Đó. Còn rất là mới nha anh em. Đó. Sứ là sứ xám nha mọi người, sứ xám. Đó, carbon nha mọi người, 99% carbon, sứ xám. Phôi sơn được kim tuyến. Đó. Bát thản nha anh em, bát thản. Rồi, giá công khai cây số 6 giá là 1,2 triệu cộng ship nha. Tiếp theo cây số 7. Cây số 7 lên người vẫn là một cây ABV Benson. Thì cây số 7 là một cây dài 1m68 nha anh em, dài 1m68. Anh em dài 1m68. Nặng là 100 gram, đọt là 1.7. Cây này tải mồi từ 3.5 gram đến 17.5 gram anh em, tải mồi từ 3.5 gram đến 17.5 gram, tải dây từ 6 đến 14 lb, cũng là 99% carbon, hàng Korea, hàng của Hàn Quốc, xuất thị trường Nhật nha nè. Thì cây này vẫn chưa qua sử dụng, còn phun tối phun kiện luôn, tem đầy đủ hết. Đặc biệt cái này sở hữu bộ fan là bộ fan gold nên bộ fan gold. Bộ này về cho anh em lô lốc chẻm nè nè, đính mú. Rất là đẹp nha anh em, con nhồng. Câu vượt. Chất liệu vẫn là nhiên liệu carbon, fan ok hết nha anh em, còn tem đầy đủ nha. Đó. Bắt ok hết, cây máy ngang nha mọi người, máy ngang về cho anh em luôn. Thì giá công khai cây số 7, giá công khai là 1,3 triệu cộng ship nha anh em, 1,3 triệu cộng ship. Tiếp theo qua bên đây dàn bằng cần máy đính. Tiếp theo là cây số 8. Cây số 8 nó lên trong người là một cây cần của Gromit. Thì cái này chất liệu carbon bông, carbon hai da nè. Thì bát là bát Fuji, fan là fan hãng. Hàng Gromit là hàng của China xuất Nhật nha nè. Đó. Carbon nha mọi người. Đó. Fan là fan hãng nha, fan hãng. Thì cái này dài là 2m7 nha anh em, dài 2m7, độ cứng ML, tải mồi từ 7 đến 28 gram nha anh em, tải mồi từ 7 đến 28 gram, tải dây từ 6 đến 10. Tải dây từ 8 đến 16 lb, bát Fuji, fan hãng carbon hai da. Thì cái này về cho anh em câu lốc chẻm, anh em có thể lấy cái này để đánh mồi giả nha anh em, đánh mồi giả câu chép nha mọi người, câu chép dạng cần mềm dịu thế này, câu chép cực kỳ phê nhanh anh em. Thì cái này nặng 145 gram, dài 27 độ cứng ML, tải mồi từ 7 đến 28 gram, tải dây từ 8 đến 16 lb. Giá công khai cây số 8 giá là 8600k cộng ship nè, 600k cộng ship cây số 8. Tiếp theo cây số 9. Cây số 9 em lên cho mọi người khoảng một cây cần của cái này là để sóc GG nè anh em. Đó. Sóc GG. Thì cái này chả biết có nhãn nào nha mọi người, không biết luôn. Đó, có tem sức đầy đủ, bát là bát Fuji, thì đảm bảo 100% với anh em là cây này em lấy từ thị trường ngoại địa Nhật về nha. Cán là cán bằng, fan là fan hãng với anh em, fan hãng, bát là bát Fuji, chất liệu carbon. Đó. Ngoại hình rất là sáng nha anh em, ngoại hình rất là sáng luôn. Đó. Rất là sáng đây, quần carbon đây, nó nhìn anh em thấy. Sắt gì vậy? Cái này dài 2m7 như này, dài 2m7. Độ cứng của em đo nó rơi tầm khoảng ML như này, M. Nó độ cứng tầm khoảng M như này, cũng khá là cứng. Cũng cứng, cũng dạng dược được tí nha em. Thì cái này nặng là 205 gram, 205 gram, đọt là 2 ly 2. Thì cái này về cho anh em câu lốc, câu chẻm, câu ngâm, câu lăn xê đều được hết nha mọi người. Thì cây số 9 giá cũng hay là 800k nha mọi người, 800k cây số 9. Tiếp theo cây số 10. Cây số 10 em bên trong người là một cây AB White Pencil.
chắc đây là carbon đó. Đây đó, carbon nên cắn là cắn bằng. Rồi, cái này dài 3 mét nha, dài 3 mét, tải màu từ 5 đến 30 gram, tải dây từ 6 đến 20 lb mọi người. Đây ngoại hình xuất sắc nha. Thì dạng cần này thì về cho anh em chiên về cho anh em câu chép nha mọi người, câu chép câu lô. Thì cái này dạng hơi mềm đó, bu rồi bu xít nha anh em. Thì anh em có thể lấy cái này dạng lô lô nhồng lô chẽm, dánh dạng cảm giác thôi. Cái này cực kỳ dịu mọi người, thôi dịu bát tầm bát bu xi tam hoàng, cán mà cán bằng. Đây ngoại hình nó xuất sắc nha mọi người, ngoại hình xuất sắc. Test đọt cho anh em xem đó, đọt ở đây đó, cứng tải mồi tới 30 thì cái này cũng ra tầm khoảng mờ như này, ML thì cái này nặng là 210 gram, đọt 1 ly 7, giá công khai số mừng là 700k cộng ship nha nè, 700k cộng ship một cây số mừng dài 3 mét. Tiếp theo cái số 11, cái số 11 là cây Phantom X. Thì cây Phantom X này thì full hợp nha, full hợp full tối sắc hướng dẫn nè đó. Thì cái này dài là mà theo trên hợp của nó là cái này dài là 1 mét. Đây coi nè, cái này dài là 1m98, trên hợp đó là cái này dài 1m98 nha nè, dài 1m98 hai khúc, nặng 110 gram thôi nha nè, cực kỳ nhẹ luôn, nặng 110 gram, đọt là 1 ly 8. Đây nè, cái này tải mọi từ 5 đến 21 gram, tải dài từ 6 đến 10 lb. Thì cái này độ cứng nó ra tầm khoảng ML nha nè, độ cứng ML. Đây nè, action ở đây. Cái này nó giá nó bán tại Nhật nó ghê là 13.000, ghê tầm đâu đó gần 3 triệu từ Việt Nam nha nè. Đó, phun tối phun thập nha. Đây nè, soi cần cho anh em xem. Thì chất liệu cái này thì khỏi bàn đó. Thôi phun tâm đây qua thì khỏi bàn đó. Rất là ok anh em, hai power carbon nè nè. Bán đặc biệt nha nè, trước bát sổ. Rất là đẹp nha mọi người, thôi rất là đẹp luôn. À, thôi khỏi chê vào đâu rồi. À, fan là fan Fuji anh em, fan Fuji bát là bát hãng đây qua. À, cần còn rất là mới luôn. Rồi giá công khai cây số 11, giá công khai là 850k cộng ship anh em, 850k cộng ship một cây cần ok, rất là ok luôn. À, tiếp theo cây số 12, cây số 12 bên người quẳng một cây phong tâm tay qua ít nè anh em. Đó, hàng của Taiwan nha. Thì cái này dài là 2m73 đó, 2m73 nha anh em, nặng 150 gram, nặng 150 gram, đọt 1 ly 8. Thì cái này độ cứng M nha mọi người, độ cứng M, tải mồi từ 5 đến 28 gram, tải dây từ 6 đến 14 lb, giá nó bán từ Nhật công khai nó ra tầm khoảng 17.500 yên, nó ra tầm khoảng gần 4 triệu nha anh em. Đó, về Việt Nam thì nó sẽ rẻ hơn. Cái này những coi này coi đời cũ rồi nè. Thì cái này dạng nó chưa qua sử dụng nha mọi người, nó còn miếng bao viên lông đây nè đó, chất liệu carbon ở đây đó, rất là mới luôn, coi nó bao mới nha mọi người đó. Hàng ta qua xuất Nhật nha. Độ cứng M nha nè, độ cứng này thì dạng action dịu nha mọi người, action cái này dịu. Thì dạng này về anh em câu lóc chẽm, anh em lô mú, câu giặt bờ biển, lô gần, anh em có thể lấy đi câu chè, câu cha chép đều ok nha mọi người, câu cha chép đều ok hết luôn. Rồi giá công khai cây số 12, giá là 1,2 triệu cộng ship nha anh em, 1,2 triệu cộng ship cây số 12. Bây giờ vào đây, tiếp theo cây số 13, cây số 13 em lên cho người một cây cần nội địa, em xem đúng đọt của nó không. À, đúng rồi. Thì cây số 13 em đây cho người một cây cần nội địa, nhãn nó đây nè, tắc cổ insoy anh em, max spin. Thì cái này dài 1m8 nha anh em, dài 1m8, action của nó là M nha anh em, đó M, dài 1m8, độ cứng M, nó không có thông số gì hết luôn. Đó, ngoại hình nó xuất sắc mọi người, ngoại hình nó xuất sắc nha. À, chất liệu là chất liệu carbon, bát là bát Fuji, fan là fan Fuji. Sẵn tới ngọn nha mọi người, sẵn tới ngọn luôn. Thì cái này nặng 100 gram, đọt 1 ly 7, giá công khai là 700k nha. Dạng này về cho anh em câu câu chẽm, câu tôm,
con mè cũng được, dạng bánh cảm giác đó mọi người. Đó rồi, cây số 13 giá là 700k. Tiếp theo cây số 14, cây số 14 nó lên cho người là một cây cần của Shimano, một cây background Shimano. Thì cái background này của Korea xuất Nhật nha anh em, đó hàng Shimano. Thì cái này quảng về cho anh em câu lóc chẽm ha. Dạng này thì một số anh em săn về câu tôm, câu tôm câu mè rất là cảm giác luôn. Thì cái này dài 1m8, dài 1m8, tải mồi từ 4 đến 10, tải gầm mồi từ 4 đến 14 gram, đó, tải dây từ 4 đến 20, tải một dây từ 4 đến 12 lb nha anh em, cán là cán bằng, bát là bát, bát là bát thẳng nha anh em, bát thẳng bát của Shimano, bu rồi, phen là phen của Fuji nha anh em, phen Fuji, đó, đây nè, có đóng chữ gõ ra, đó, phen Fuji 30. Thì cái này nặng là 100g, đọt là 1.7 ly, giá công khai là 750k cộng ship nha anh em, 750k cộng ship. Cây số 14, dạng này về câu tôm, câu hanh cháp thoải mái nha anh em, rất là ok luôn nha. Độ cứng cái này khoảng M, độ cứng L, M là thôi nha mọi người. Tiếp theo cây số 5, cây số 15, cây số 15 vẫn là một cây cần background XT, dạng này 1m8 luôn. Đó, thì cái này cũng Korea xuất Nhật, Shimano, đó. Dạng này về anh em câu tôm, hanh cháp, câu lóc chẽm, lô nhồng. Đó. Cái này lô chẽm bao cảm giác luôn nha mọi người. Đó. Ngoại hình ok nha anh em, ok luôn nha. Cặp bao sẵn nè. Đó. Thì cái này vẫn tải mồi từ 2 đến 12 gram thôi nha anh em. Thua cái này. Cái này tải từ 4 đến 14 gram. Đó. Cái này tải mồi từ 2 đến 12 gram, tải dây từ 4 đến 8 lb, cái này độ cứng ra tập khoảng L nha nè, độ cứng L, M, L. Đó, dạng này về cho anh em đánh cảm giác, đánh hanh, đánh tôm, đánh chép đều được nha mọi người. Đó rồi, cây số 15 giá công khai là 750k nha anh em, nặng 100g, đọt 1.6. Tiếp theo là cây số 16, cây 16 lên cho người một cây cần Daiwa. Đó, cây Daiwa nha mọi người, cây cần Daiwa nha anh em. Đây qua, đây qua G-Point nè. Đó. Đây qua. Cặp bốn sắn nha nè, sắn chìm, dạng sắn hai da, sắn chìm ở trong này nè, nó đang lớn nè, đó. Anh em có thấy. Đó. Bát là bát thẳng nè, bát thẳng đây qua, phen là phen Fuji. Đó, sắn lên tới ngọn luôn nha mọi người. Đó. Thì cái này dài 1m, dài 1m6, dài 1m8 nha anh em, dài 1m8, đầu cứng ML. Thì cái này tải mồi từ 3.5g đến 14g. Nặng là 92g, dài 1m8, đọt 1.5. Giá công khai là 750k nha anh em, 750k. Nó về câu hanh cháp, câu tôm, rất là ok nha anh em. Đó. Cái số cái số 16 là 750k nha mọi người. Tiếp theo cái số 17. Cái số 17 lên cho người là một cây cần Daiwa Phantom. Đó, Daiwa Phantom. Bát là bát đai qua, phen là phen Fuji. Đó, phen Fuji nha anh em, phen Fuji loại xám thôi. Đó, bát đai qua phong tâm. Nha này, hàng đai qua, hàng của Taiwan xuất Nhật nha anh em. Đó. Thì cái này dài là 1m98, độ cứng ML, độ cứng L thì nha anh em, độ cứng L. Tải mồi từ 4 đến 14 g nha anh em, tải mồi từ 4 đến 14 g. Thì dạng này về cho anh em con hanh cháp. Dạng này dạng cần dịu nha anh em, rất là dịu luôn. Về anh em con hanh cháp, con tôm, con mè. Thoải mái. Anh em test độ dịu cho anh em xem. Đó, đây, đó, công hình chữ C được nha mọi người. Công hình cánh cung luôn. Đó, rất là dịu, bao cảm giác nha. Rồi, cây số 17 giá là 700k cộng ship nha anh em. Đó. Tiếp theo cây số 18. Cây số 18 em lên cho người một cây cần hàng đánh bạo lực, đánh lóc. Thì cái này là một cây cần Toko. Hàng Toko nha anh em. Thì cái này dài 2m1, độ cứng H. Ê, chất liệu carbon đây nè, carbon gốc là carbon sáng hết nha mọi người. Đó, rất là mới luôn. Phen là phen Fuji kính bóm, bô bô Fuji chống sắn. Đề ba là Fuji ngược nha anh em. Đó. Anh em, phen là phen Fuji kính bóm nha anh em, rất là đẹp nha anh em. Đó. Bao đẹp. Bát là bát Fuji. Đây nè, bát Fuji.
Thì cái này nặng là 220 g, đọt 2 ly 8. Tải mồi mát là 50 g anh em, tải mồi mát của nó là 50 g, tải BMS là 8. BMS là 8. Thì 50 g này thì bao nên đến lốc luôn. Giá công khai cây số 18, giá 1 triệu 3 cộng ship anh em. 18 1 triệu 3 cộng ship, hàng còn rất là mới anh em. Hàng rất là mới luôn, fan nó bao ok. Tiếp theo cây số 19. Cây số 19 em lên cho người một cây cần bát bơm. Đó. Bát bơm, fan là fan Fusigon. Đó, Fusigon. Đó. Fan này là cực kỳ chắc nha anh em. Đó, đánh biển là vô tư. Đó, Fusi nha anh em. Chất liệu là clip carbon. Thì cái bát bơm này thì dài là 1m68 nha anh em, dài 1m68. Cán này cán bằng. Thì cái này nặng là 80 g, đọt 1 ly 8, dài 1m68, tải mồi từ 3,5 g đến 7 g, tải một dây từ 6 đến 10 lb. Giá công khai cây số 19, giá là 800 k cộng ship nè. Độ cứng cái này tương đương với L thôi nha anh em. Độ cứng là mà cần bao đẹp nha. Đó. 800 k cộng ship cây số 19. Tiếp theo cây số 20. Cây 20 em lên cho người là một cây cần của Shimano. Cái beta nha anh em, beta. Thì cái Shimano này thì dài là 1m8 anh em, dài 1m8. Tải mồi từ 4 đến 14 g, tải dây từ 4 đến 12 lb. Độ cứng cái này ra tầm khoảng M. ML nha anh em, độ cứng cái này khoảng L, ML nha mọi người. Đó, không tới M đâu. Thì nó bán tại Nhật từ 97.000 yên, ra tầm khoảng gần 2 triệu từ Việt Nam anh em, 2 triệu. Cái này còn rất là mới luôn. Đặc biệt cái này là một cái hàng Japan nha anh em, hàng nội địa. Đó. Full túi, full hộp, full sắt, thân dẫn đầy đủ hết. Dạng này cũng về cho anh em con hành cháp nha mọi người, hành cháp con tôm thoải mái. Đó. Shimano anh em. Đó. Anh em không thích thì anh em có thể lấy đi luôn lóc chẻm. Dạng luôn, dạng này luôn vượt là bao cảm giác nha anh em. Đó, bao cảm giác luôn. Đó, rồi cây số 20 giá là 1 triệu anh em, cây số 20 giá 1 triệu. Rồi đó, tổng cộng 20 cây cần em ba cho anh hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào chốt để em để số điện thoại tự động liên hệ với anh em nha. Rồi cảm ơn anh em.